more than 22% last week, triggering concern all across the country. Tính hồi tuần rồi, có khoảng chừng 22% đang lây nhiễm ở trên Hoa Kỳ. Và có 10% ở 42 tiểu bang đang tăng nhiễm trong 7 ngày vừa qua. Hiện tại ngay bây giờ, theo CDC báo cho biết Chicago đang nằm ngay giữa về bị lây nhiễm. Và cũng cảnh báo cho biết Convict có thể tăng nhiễm thêm nữa trong ngày lễ Mother's Day ngày hôm nay. Ở bên đây thì không có bắt buộc người ta phải đeo khẩu trang, nhưng mà khuyến khích mọi người nên đeo khẩu trang. Và đừng có tụ họp lại ở chỗ đông người quá. Hiện tại ngay bây giờ ở bên New York cũng đang nằm ở mức trung bình về Convict. Nó chia ra 3 loại: thấp nhất, ngay giữa và cao. Ngay bây giờ New York đang nằm ở ngay giữa. Ông thị trưởng bên New York, ông nói trong lúc này ông không có đưa ra bắt người ta đeo khẩu trang. Hiện tại ngay bây giờ có nhiều chỗ trên Hoa Kỳ cũng đóng những cái chỗ mà test Convict. Đa số nhiều người test Convict mà bị nhiễm đó, ở nhà thì họ cũng không có báo cho biết. Cái con số mà thật sự bị nhiễm Convict ở trên Hoa Kỳ trong lúc này là nó còn nhiều hơn những gì mà đưa ra nói. Theo nhà chức trách cảnh báo, trong cái mùa thu và mùa đông sắp tới đây, ở trên Hoa Kỳ sẽ có khoảng chừng 100 triệu người sẽ bị nhiễm Convict. Nếu mà Quốc hội không có chịu đồng ý cho cái số tiền về Convict thì chúng ta sẽ bị nhiễm như vậy.